Dear Homer Sport phiên bản 2021 và mình rất là phê mùi hương của em nó. Anything you ask me to, I'm your man. Dear Homer Sport, the new fragrance. Hello, chào tất cả anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Đã hơn một tuần rồi anh em mình mới lại được gặp nhau. Và ngày hôm nay anh em mình sẽ nói về một trái nước hoa nằm trong cái line Dior Homer rất là bá đạo của nhà Dior. Nó có tên là Dior Homer Sport phiên bản 2021. Nhắc đến cái line Dior Homer thì chúng ta không thể không nhắc đến những cái mùi hương có thể gọi là kinh điển của dòng nước hoa designer, ví dụ như là Dior Homer Intense, Dior Homer Cologne hoặc là Dior Homer Parfum. Đó đều là những có thể gọi là những cái mùi hương khi mà nhắc đến những cái chai nước hoa dạng như kiểu là designer chất lượng tốt thì không thể không nhắc đến những chai nước hoa đấy. Và ngày hôm nay anh em mình sẽ nói về chai nước hoa Dior Homer Sport phiên bản 2021. Chai nước hoa này thì nó có 4 phiên bản, đó là phiên bản là 2008, 2011, 2017 và đây là 2021. Trên tay của mình là chai nước hoa được ra mắt gần đây nhất, đó là 2017. Thì trong cái video này mình sẽ chắc chắn rồi là mình sẽ nói về mùi hương của chai nước hoa này, những cái mà mình cảm thấy là rất là ưu thế khi mà chúng ta sở hữu mùi hương này đó, và cái có thể gọi là cái chia sẻ của mình là chúng ta có nên mua chai nước hoa này hay không. Thì đấy là cái nội dung của video ngày hôm nay, còn bây giờ anh em mình vào việc thôi. Ok, let's go. Đầu tiên chúng ta hãy cùng nói về mùi hương của phiên bản 2021 này, nó là như thế nào, nó sẽ ra sao và nó tốt hay là nó không tốt. Thì chúng ta hãy cùng so sánh một chút với phiên bản được ra mắt gần đây nhất, đó là 2017. Mình sẽ không nhắc đến hai phiên bản cũ nữa bởi vì là đây không phải là một cái video so sánh giữa các best của Dior Homer Sport, mà chủ yếu vẫn là QM này mới được ra mắt, thì mình sẽ chỉ lôi cái thằng cu mà được ra mắt gần đây nhất thôi. Ở cái phiên bản 2017 này thì nó vẫn là một cái tông mùi citrus với hai nốt rất đặc trưng, đó là bưởi và cam đỏ. Thực sự thì cái nốt bưởi thì mình không quá là thích, đó cá nhân mình thôi chứ mình không chê bai gì cả. Khi mà chúng ta xịt cái mùi hương này thì chúng ta sẽ thấy một cái tông mùi citrus rất là rõ ràng, và nó khác một chút với những chai nước hoa citrus mà có thể các anh em hay thường được ngửi, đó là cái tông mùi của chai nước hoa này nó dày, ngọt và khá là đậm. Đó, với hai cái nốt mình đã nói rồi, đó là bưởi và cam đỏ cộng thêm một chút gỗ, một chút ngọt. Thì ở chai nước hoa này, mặc dù nó là một chai nước hoa dành cho mùa hè, tuy nhiên thì như mình đã nói ở một số những cái video khi mà nói về chai nước hoa này, nó khá là khó dùng với cái điều kiện mùa hè ở Việt Nam. Đó, khi mà xịt chúng ta sẽ cảm thấy có thể là nó hơi nồng, nó hơi bị khó sử dụng. Tuy nhiên nếu như để mà xịt vào những ngày trời mát và trời lạnh thì mùi hương của phiên bản 2017 này nó lại không có đủ cái sự tinh tế, nó lại không có một cái đủ gọi là một cái gì đấy để có thể cho anh em mình lựa chọn xịt trong những ngày lạnh đó. Thì từ trước đến nay mình vẫn luôn luôn nói cái phiên bản 2017 này nó khó để có thể sử dụng mùa hè ở Việt Nam, và nếu như sử dụng trong những ngày mát lạnh thì nó lại không có đủ cái sự gọi là thu hút, hay còn gọi đơn giản đó là tứ thơm. Đấy là gọi là cảm nhận, nói nhắc lại nhanh về phiên bản 2017. Còn ở phiên bản 2021 này nó có cái gì thay đổi? Ở phiên bản 2021 này chúng ta sẽ thấy khi mà mình xịt đó thì mình thấy rất là rõ cái open note, cái nốt mở đầu của nó đó vẫn là chanh và cam. Và đặc biệt ở chai nước hoa này nó có sử dụng một nốt hương, đó là aldehyde. Một nốt có thể gọi là gần như là rất là kinh điển khi mà nhắc đến nước hoa aldehyde thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến Chanel No. 5. Đó, thì khi mà chúng ta xịt chai nước hoa này, ở cái open note của nó đó là cam, đó là chanh và cộng thêm cái aldehyde thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái cảm giác rất là thư thái. Nó giống như kiểu chúng ta đang ở một cái khu vườn hoặc là ở một cái địa điểm ở đấy cao hơn so với đồng bằng, đó một cái vùng đất mà rất là dễ chịu, sảng khoái với đậm mùi hương trái cây đó.
Thì đấy là cái cảm nhận khi mà mình bắt đầu mình xịt chai nước hoa này. Và sau khoảng 15-20 phút thì nó có thêm cái nốt gỗ đó, nốt gỗ cay nồng nhẹ một chút, mix cùng với cái nốt hương trái cây, tạo nên một cái tông mùi nó thế nào nhỉ, rất là nhẹ nhàng. Nó vẫn có cái nốt cay nồng nhưng mà nó không phải quá mạnh, nhưng nó vừa đủ. Và chủ đạo vẫn là mùi hương của trái cây cộng mix cùng với nốt hương cay nồng nhẹ của gỗ. Nó khác rất là nhiều so với phiên bản 2017. Ở phiên bản 2017 thì ngọt hơn, đậm hơn và dày mùi hơn. Còn ở chai nước hoa này thì mùi nó thanh hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Và nó phải nói thật là mình khá là thích cái tông mùi của phiên bản 2021 này. Đó, một cái gì đấy nó rất là nhẹ nhàng, nó vẫn rất là nam tính. Và nó rất là rất là dễ sử dụng trong mùa hè ở Việt Nam. Thì đấy là cái cảm nhận của mình về mùi hương của phiên bản 2021 này. Chúng ta sẽ nhận được gì nếu như chúng ta sở hữu mùi hương này? Điều đầu tiên đó là mặc dù tên chai nước hoa là Sport, thế nhưng anh em đừng quá lăn tăn, bởi vì các anh em chúng ta hoàn toàn có thể là quần âu áo sơ mi chúng ta xịt không thành vấn đề. Chúng ta đi tập gym xịt mùi hương này để làm sao nó nhẹ nhàng vừa đủ đó, nó không quá nồng và nó cũng có một cái gì đấy nó là chúng ta một cái style gì đấy nó năng động, nó một cái gì đấy đúng kiểu chất thể thao, thì Dior Homme Sport nó cũng có thể làm được. Nếu như chúng ta đến cái những chỗ đông người mà chúng ta cần một cái mùi hương mà nó vừa đủ, không quá nồng và cũng không quá yếu, vừa đủ để làm cho mọi người cảm thấy không khó chịu khi mà ngửi, thì cô em này nó cũng có thể làm được. Thì cái ở đây mình muốn nói là cái gì, đó là cái sự đa dụng của mùi hương này. Nếu như chúng ta muốn lịch sự thì ok, nó cũng có thể làm được. Chúng ta muốn một cái gì đấy năng động khi mà chúng ta thể thao, ok, nó cũng có thể làm được. Và trong những cái việc mà chúng ta đi gặp gỡ, chúng ta đi tụ tập ngồi cà phê, chúng ta cần một cái mùi hương nó đừng quá nồng và cũng đừng quá yếu, và nó vừa đủ cho mọi người xung quanh, thì phiên bản 2021 này nó hoàn toàn có thể làm được. Tất nhiên thì khi mà cái gì nó đa dụng quá thì chúng ta không nên đòi hỏi là nó phải là xuất sắc bá đạo trên từng mm đó, mà ở đây là mình nói là một cái gì đấy nó rất là linh hoạt và đa dạng đó. Đấy thì điều đầu tiên chúng ta có thể nhận được. Cái thứ hai đó là hiệu năng mùi của chai nước hoa này thì rất là tốt. Ít nhất ở trên da của mình thì mình xịt nó rơi vào khoảng tầm từ 7 đến 8 giờ là độ bám ở trên da của mình. Cộng có thể gọi đây là một cái mùi hương rất là bền bỉ. Khi mà chúng ta xịt ra một cái tông citrus, sau đó là cùng một chút tông gỗ cay nồng nhẹ mix cùng với citrus, và suốt từ cho đến lúc đấy, cho đến lúc sau 8 giờ thì nó vẫn là một cái mùi hương đấy. Thì đây là một chai nước hoa có một hiệu năng mùi rất là bền bỉ với cái độ sillage, độ lưu hương trong không gian rất là, nói thế nào nhỉ, nó rất là mềm mại. Mình nghĩ rằng có thể là trong chai nước hoa này nó sử dụng nốt aldehyde thì cái độ lưu hương lại khi mà chúng ta di chuyển này, nó không sắc bén, nó không thô và nó không gây gọi là một cái gì đấy nó khô ráp, mà đây nó giống như kiểu là đấy, nó rất là mềm mại như này này đó. Ok, thì đấy là cái cảm nhận của mình. Thì điều thứ hai đó là cái hiệu năng mùi và cái độ lưu hương lại, nếu mà chúng ta có thể đi lại một cái gì đấy thì nó vừa đủ, hiệu năng mùi tốt và độ tỏa hương là vừa đủ, thì đấy là cái thứ hai chúng ta có thể nhận được. Mình nghĩ rằng đây là một chai nước hoa mà các anh em tầm 18 có thể sử dụng được. Đây mùi hương không phải là già và nó cũng không phải là quá già, hoặc là nó bị giới hạn ở cái mức độ độ tuổi. Anh em nào tầm sinh viên có thể sử dụng được, tầm thanh niên cũng có thể sử dụng được, và nói chung là tầm trên 30 cũng có thể dùng được. Bởi vì đây là một cái mùi hương nó rất là dễ dùng, ai dùng cũng được, không thành vấn đề. Giống như kiểu là một cái biên độ sử dụng nó khá là rộng rãi, thì chúng ta sẽ không phải lăn tăn là anh ơi em sinh viên hoặc là em chưa 18 có sử dụng được chai nước hoa này hay không. Thì cái câu trả lời của mình là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được, bởi vì đây là cái mùi hương nó dễ dùng đó. Có thể là nó để gây một cái ấn tượng thì chúng ta có thể là hơi cần thêm một cái gì đấy, có thể là một khoảng một thời gian dùng 2-3 lần, 3-4 lần, 4-5 lần gì đấy. Nhưng
đây là một chai nước hoa nó dễ dùng. Đó thì đây cũng là một cái mà chúng ta có thể nhận được. Ok. Và cái cuối cùng, chai nước hoa này đặc biệt thích hợp sử dụng trong mùa hè nóng ở Việt Nam. Như mình đã nói, thật ra thì nước hoa mùa hè thì không thiếu, không bao giờ thiếu những chai nước hoa mùa hè. Tuy nhiên, một cái chai nước hoa có thể sử dụng một cách dễ dàng mùa hè ở Việt Nam thì nó thật không phải là nhiều. Có thể gọi là đếm trên đầu ngón tay cũng còn vẫn còn thừa ngón. Với cái kinh nghiệm mình đã từng trải qua rất là nhiều rất là nhiều, nghe có vẻ chém. Ở những cái chai nước hoa mình đã từng được thử thì nó thật là dạng như kiểu best cheap summer fragrance, thì không có nghĩa là về Việt Nam này có thể sử dụng được. Tuy nhiên ở phiên bản 2021 này chúng ta có thể sử dụng một cách rất là dễ dàng. Đó thì đấy cũng là một cái mà chúng ta có thể tham khảo. Thì bốn cái mà mùi hương này có thể mang lại cho anh em đó là gì? Điều đầu tiên đó là nó rất là đa dụng, độ lưu hương tốt, độ linh hoạt trong độ tuổi, và nó có thể sử dụng được trong điều kiện mùa hè ở Việt Nam. Đó. Cuối cùng, tổng quan lại chai nước hoa này có đáng mua hay không? Thì trước tiên mình phải nói, chúng ta cần phải nhìn nhận một cách thẳng thắn rằng đây không phải là một cái tông mùi nó quá là mới mẻ. Chúng ta có thể ít nhiều, mình nghĩ rằng có thể rơi vào tầm 30, hơn 30% hoặc 40%. Chúng ta đã có thể ngửi cái chai nước hoa này ở đâu đó, một số những chai chết mà chúng ta đã từng thử mùi. Tuy nhiên, mình phải nói lại rằng với những cái ưu thế mà mình vừa list ở vừa xong ấy, thì mình cho rằng đây là một chai nước hoa rất rất đáng để chúng ta phải thử mùi. Còn cái việc mua hay không thì đấy là tùy quan điểm của anh em. Nhưng mình, quan điểm của mình là chúng ta rất 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 phải nên thử mùi chai nước hoa này. Đó, nó có thể là không tạo cho chúng ta một cái cảm giác vỡ òa lên, một cái gì đấy nó bất ngờ, một cái gì đấy mà khiến cho chúng ta phải gọi là mê mệt. Thì có thể là chúng ta, nó khó có thể tạo được một cái cảm giác đấy. Bởi vì như mình đã nói, chúng ta sẽ thấy một số những cái chai nước hoa mà chúng ta đã từng trải qua. Tuy nhiên, nếu như chúng ta thử và dùng một thời gian ngắn thì mình nghĩ rằng đây là một cái trải nghiệm rất rất là thú vị. Đó, thì đấy là cái kết luận của mình về cái việc mà chúng ta có cần thiết phải mua Dior Homme Sport 2021 hay không. Đó, thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em những cái review của mình, những cái cảm nhận của mình về sản phẩm Dior Homme Sport trong cái line Dior Homme của nhà Dior. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị thì đừng quên subscribe nhé. Còn bây giờ anh em mình hãy bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.